Đây cô chú anh chị, bây giờ cái bình ga mini này nó nổ một cái nguy hiểm nha con cô bác. Nổ một cái một cái banh tùm lum hết trơn, mà con cô bác xài bình ga kỹ kỹ nha. Rồi cái này cái bình ga là nó nổ vậy nè. Cái này lùm anh Thiện. Lùm. Cái này xúc cho cô đi, cái này bỏ đi. Thì bỏ rồi. Thì bây giờ xúc này bỏ đây là cái là nó nổ cái này rồi. Trời ơi, chết luôn. Rồi. Cái này xài đồ cái bình đó mình cũ mình bỏ đó, bỏ đi cô ơi. Coi cái dù rồi con bác ơi cháy rồi. Cá mà nó cháy kinh khủng. Ờ cái bình nó nhỏ quá. Nè đó nó biết sao không, nó bếp mới nhưng mà cái lon nó nhỏ nè. Ủa cái lon là hết ga hả? Không, bình ga là hết, phải hết bộ cái nổ luôn. Biết sao không? Cái này nó cũ quá, mình sơn ngoài nè. Mới mốt đổi cái nào mà thấy mới mới nha, mình xài nha. Cái này là kinh nghiệm luôn rồi đó nha. Này đó, nó nổ đít. Nổ cái đít đó. Bung cái đít. Rồi của anh quay vậy, tài trợ nhiêu? Đó. Tài trợ cho em. Áo qua này, mình cầm điện thoại này hỏi em ạ. Hỏi cầm điện thoại này, tài trợ cho em nè. Nên không có gì hết. Rồi bây giờ là hốt cái này bỏ hết đi rồi lau cái đó lại rồi bán ở trên là được rồi. Quá xá luôn. Dính gì? Đổ cái văn đường luôn đó lại. Bỏ cái đó luôn đi. Con nói chạy luôn hả? Hả? Chạy luôn hả? Trời ơi, vừa đụng cái em chạy em thấy không sao em hút coi liền, sợ nó bị nổ không anh? Bỏ cái dây cái luôn đi. Hồi nãy hơi nó thấy cục lửa quá trời luôn. Này cái chảo rồi. Ủa em lấy cái nước nè, giật cái nước nè. Mới không á, đồ mới. Trời trời, cái đồ ga mới không đó mà tại. Rồi, mai mốt nha, mai mốt không có xài cái vụ cũ nha, ghê lắm nha. Để nổi rồi phải. Nè, cũ như nè, nó nổ. Bung luôn cái đít nè. Cái này có cái học đi, bỏ cái này vô hết đây rồi chiều về rửa. À, lụm mấy cái này nè, bỏ vô trong đó rồi thấy vô đó. Còn cái này bột nè. Hên á, không có trúng gì trơn á. Dạ thì bà con cô bác cũng như mình thấy cái bình ga mini đó, mình nóng cũng khá là nguy hiểm ha. Thì tuy rằng nó mình đi đổi đó, người ta thấy cái bình cũ đó, ta sơn lại đó, hồi nãy còn thấy cục lửa nó nổ một cái một đó, văng ra dữ lắm nha bà con bác, rất là nguy hiểm ha. Thì cũng nhờ cô chạy đi kịp đó thì cũng nói chung là cũng không đến đổi á, mình chạy đi kịp đó rồi đồ thì nó cũng hư hết rồi, cô chạy đi.